vòng thi phỏng vấn trực tuyến nhiều thách thức. Top 30 ứng viên xuất sắc chính thức bước vào vòng 3, Tôi Khỏe Đẹp Hơn đã lộ diện. Họ đang tiếp tục hành trình nỗ lực cố gắng mỗi ngày, tiến đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Theo thông báo của ban tổ chức cuộc thi, đến hết 17 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2022, ban tổ chức sẽ chốt danh sách ứng viên tham gia thử thách, sau đó chấm điểm và lựa chọn ra 12 thí sinh xuất sắc nhất, nỗ lực nhất vào vòng chung kết cuộc thi. Do đó, ban tổ chức cuộc thi đề nghị các ứng viên mau chóng hoàn thiện, gửi thông tin và clip chia sẻ của bản thân. Các ứng viên có thể truy cập website sứckhoedờisống.vn và làm theo hướng dẫn, hoặc đăng nhập vào đường link đang hiển thị trên màn hình. Sau đó nhập các thông tin cá nhân theo biểu mẫu có sẵn, tải clip chia sẻ có thời lượng tối đa 3 phút và ảnh chân dung, sau đó chọn gửi. Kết quả vòng 3 của cuộc thi Tôi Khỏe Đẹp Hơn sẽ được thông báo công khai trên báo Sức Khỏe và Đời Sống và thông báo trực tiếp tới từng ứng viên. Để biết thêm thông tin về cuộc thi, bạn đọc, khán giả và các ứng viên có thể theo dõi, cập nhật trên báo điện tử Sức Khỏe và Đời Sống hoặc website http://tôikhoedephon.sukhoedoesong.vn.